Hello mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì hôm nay thì mình đi đào tổ ong mọi người. Ở rẫy của mình thì có một tổ ong đang làm nhà dưới lòng đất. Thì vợ mình với mình đi đào tổ ong cho mọi người xem. Thì bây giờ thì mình đi đào mọi người. Đây gần đây thôi. Thì tổ ong này thì rất là lâu lắm mọi người. Mình nhìn thấy rất là lâu luôn. Chưa mình mới làm. Đây mình quay cho các bạn xem. Đây mọi người. Ở đây đèn lắm, không thấy đâu. Chưa đỡ thì mình chạy bên đây luôn mọi người. Ôi giời. Mệt thật. Đây con dinh cái đuôi của hắn này. Mệt chết đi được. Ở tay của mình rất là nhiều mũi cắn đó mọi người. Chắc là mình không làm được mọi người. Rất rất đau luôn mọi người. Làm kiểu ni thì rất là mệt. Chắc là mình phải nhờ đi gọi thằng em ở trong nhà để làm giúp mình mọi người. Làm kiểu này thì thả nghỉ cho rồi, mệt lắm. Đây mọi người, bây giờ để mình đi gọi đi lại thằng em của mọi người cho em mình làm, mình chịu rồi. Đấy mọi người, mình đã kêu em mình đi đào đó mọi người. Đây mình thì mình không dám tới gần đâu mọi người, cái này mình chạy mất dép hết rồi. Chị để lư. Đây mọi người, đây là mũ bảo hiểm của mình. Khi đấy mình vứt ở đây luôn. Mọi người, thằng em của mình mọi người. Chứ nó còn theo đuổi nhiều lắm mọi người. Mấy lu à chay là sục, à chay mấy lu bò. À chay mấy lu. Ôi mọi người, thằng em mình chạy bên nữa mọi người. Ông thì bên nữa. Chứ phải làm cách nào mới bắt được. Chứ đau nó không được rồi mọi người. Xúc. Ê út lại trong lại mà. Đây mọi người. Có sao nào?
Ong này hung dữ lắm mọi người. Cút đi mệt ơi. Ê mọi người, con ong đi dữ lắm mọi người. Mệt quá. Chạy mấy lần là mệt mọi người. Ui, rung cả tay luôn rồi. Ô, cái nơm ăn. Rát luôn lạ luôn. Bây giờ thì mình làm cách khác mọi người. Chứ đào nó không được luôn. Bỏ tay. Chứ phải đốt mọi người. Kia là ngang. Lệch. Lệch thế. Một tụ lăng lăng kìa. Để mọi người tay của mình. Ông này rất là hung dữ lắm mọi người. Ôi trời, mệt quá mọi người. Kể lơ nhé chụp của bọc nữa đưa. Nhé cả rót một tờ canh.
bằng suốt. Đây sẽ là nhiều lắm mọi người. Đấy mọi người, em của mình làm xong rồi mọi người đây. Sau mình là ong mọi người. Ong này rất là hung dữ. Của em mình thì hắn can mấy nhát đó mọi người. Rất là nhiều nhát. Đốt biển can. đốt nhiều mũi đó mọi người. Vì ong hồi can. Đây mọi người. Toàn là đất hết chứ ăn cái gì. Đây, toàn là đất hết mọi người. Ủa, chụp xa nó có tệ cái. Đây, đất hết mọi người đây. Cái mỏ để thoại sụp hơn thằng này. Hẳn cả rồi. Ừ, cái tệ đi lên kia. Đỏ không cả. Đỏ xong. Thịt bài gì? Mày không hôi chán. Hôi chán đâu, tệ đâu. Gia rào. Ngài chả được quán là. Gia rào đi. Nó cũng chán cái. Quán cái kia lực tục. Ừ, sao được. Mình có rắn khôn mà em ấy tạ. Rồi hãy tạ. Ô mò khôn, dạ khôn nhẹ hãy tạ. Rồi bộ đúng ăn là nơm nên kèm năng. Đúng ăn. Gue tak nak oi thang ngan kan trai tra. Tepok lu ana neum a percum rat don nem che la ngue. Don pek lu chup ko khui. Noi tih ku lu man che rat no trai ku le. Trai. Tep. Lek pek am nai para kota. Eh rat la nyeu. Nyeu nuak. Nyeu nuak mọi người. Đây nha mọi người. Cuộc cái xúc tác am. Dưới toàn bệnh xong này luôn. Nó đỡ đã giang to. Vì đã tí chụp thì mới quay lại đỡ. Ừ. Nó đỡ chứ đã tí giang lắm. Rồi mọi người, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì cho xin một like và một đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Xin chào mọi người.